học lớp, mình là Ngô Việt Cường. Mình học lớp 12A11 của trường Trung học phổ thông Tống Văn Chân. Và sắp tới thì mình để em nghĩ lại, quên, em nói lại cho nó tự nhiên nữa. Em là Ngô Việt Cường, em học lớp 12A11 của trường Trung học phổ thông Tống Văn Chân ạ. Em có ý định làm cái xe này từ đầu năm lớp 10 nhưng mà không được bố cho phép làm. Em nó bắt đầu học cấp 3, mình sợ nó học hành sa sút. Với hai nữa là sức khỏe của cậu thì có dáng vóc nhỏ bé, yếu. Gia đình cũng không muốn cho em làm. Em phải đăng ký với mẹ hợp đồng rửa bát và lao động việc nhà cho mẹ để mẹ trả lương cho ba. 3 năm học cấp 3, rửa bát, quét nhà, lau nhà. Được một khoản tiền thì em quyết định quyết tâm nhờ anh trai đưa đi tìm đồ. Trước tiên là có mua động cơ và cái hộp điều khiển động cơ và một số cái bánh xe, tay lái, giảm sóc, đèn đóm này là của đồ cũ. Đến khi mua được đồ về đến nhà rồi, giờ không làm thì cũng không biết làm gì. Nên là bố bắt buộc phải giúp đỡ em để em thiết kế cái chiếc xe. Cậu định chế cái xe Lamborghini cơ, nhưng mà sau đó cậu lại không chế cái xe đấy nữa. Bởi vì bản chất cậu lại cũng thích cái xe đồ cổ. Search trên mạng cậu thấy cái xe Volkswagen này, nó hay, mẫu mã hay đấy, cậu lại chế theo. Cặp đèn của xe rất là đẹp. Xe nó có tạo ra được những cái đường cong. So với lại những chiếc xe bây giờ thì người ta thường thiết kế theo một phong cách nhìn nó khí động học, nhìn nó lướt gió hơn để cho chiếc xe nhanh hơn. Nhưng mà em muốn thiết kế một chiếc xe cổ điển với lại những đường cong nhìn nó mềm mại, tốc độ thì nó phù hợp với lại một chiếc xe điện. Và cùng với lại cái dòng nhạc của em thích, nó rất là hợp để trang trí xe trong các phòng cà phê, nghe nhạc xến thì nó rất là hợp lý ạ. Dựng được một chiếc xe như vậy thì rất là phức tạp. Đầu tiên là mình phải lên được bản vẽ thiết kế. Sau đó là mình sẽ dựng khung gầm ra hình dáng của chiếc xe. Bắt đầu mình sử dụng loại tôn dành cho ô tô để bắt đầu đắp tôn lên, đắp thịt lên cho xe để tạo lên được một cái hình dáng. Để làm lên được cái áo xe này thì cái khó nhất vẫn là bốn cái tay lốp của xe. Để tạo được những cái đường cong đấy thì mình mất rất là nhiều công, tốn rất nhiều tôn. Mình phải xẻ từng đường một để mình cua góc. Sau đó phải cân nước làm sao cho những cái tai lốp đấy nó được cân bằng với nhau. Tiếp tục đi đến phần lái và phần điện của xe. Sau khi hoàn thành được phần lái và phần điện thì mình bắt đầu làm sơn. Mình phải trải qua nhiều bước như là bả matit, sơn lót, sơn màu tạo bóng cho xe để xe có được cái vẻ ngoài bóng bẩy. Sau đó là đi đến phần nội thất, thiết kế tablo, thiết kế ghế cho xe sao cho nó đẹp, cho nó hợp lý. Và cuối cùng là mình lắp kính và lắp năng lượng mặt trời. Đi cái xe này ra ngoài đường không khác gì siêu xe, ai cũng nhìn, ai cũng chụp ảnh. Em sau chiếc xe này thì em cũng đã làm một chiếc xe buýt, bởi vì em cũng rất thích những bài hát kiểu đi phượt, đi du lịch ấy, nên em làm một chiếc xe có phong cách như thế. Có thể chở được 12 người với động cơ mạnh hơn, có hộp số để mình có thể điều khiển tốc độ, cùng với lại hệ thống pin năng lượng mặt trời lớn hơn có thể sử dụng thành điện sinh hoạt gia đình. Em thấy là xung quanh mình thì rất là nhiều xe ô tô xăng nó chạy và hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Thế nên em đã chọn nó là động cơ điện, trang bị thêm cho nó những tấm pin năng lượng mặt trời để nó không xả thải ra môi trường mà nó còn sử dụng được, tận dụng được những nguồn năng lượng sạch có sẵn trong thiên nhiên. Cái khu của mình đây thì là các nhà máy rất nhiều. Hai nữa là người ta đúc gang này, đúc đồng này, phun sơn này. Đấy, hoặc là họ làm mây xe lan xuất khẩu này, làm đồ gỗ, đồ thờ này thì cái bụi ra rất lớn. Ở khu vực em thì có đúc đồng với lại họ ngâm nứa ở ngoài sông. Đúc đồng thì họ đúc khói rất là độc, với lại ngâm nứa rất là hôi. Như em ở trong trường nhiều hôm khói mù mịt em xì trời, ở trong mùi kinh lắm. Nếu mà mình tận dụng được cái năng lượng mặt trời triệt để thì mình sẽ hạn chế được những cái đấy, kéo dài được cái quãng đường lên mà mình
mà không ảnh hưởng tiêu cực gì đến môi trường mà lại còn sử dụng được, tận dụng được cái năng lượng có sẵn đấy. Phải nói là làm cái nghề này theo cái nghề, sự đam mê của cái nghề này cũng rất chi là cả một vấn đề. Bởi vì giới trẻ bây giờ là người ta sạch sẽ, mà cái nghề này thì nó không được sạch sẽ. Quần áo, dầu mỡ. Bạn Cường là cũng giống mình, lại cũng thích cái nghề kỹ thuật này, cũng chẳng nghĩ gì bẩn thỉu dầu mỡ. Hai bố con là cũng hay ngồi với nhau, chia sẻ cho nhau kỹ thuật. Hồi bé thì em rất là hay ở bên gara ô tô để có thể quan sát bố làm. Em rất là thích tất cả những công việc nào ở bên xưởng thì em đều phụ bố. Bạn ấy học cấp 2 đi lao động thì đã chế tạo ra những cái máy cắt cỏ cầm tay này, hoặc là làm những cái thuyền này cho thả nước chơi, rồi là những cái máy bay cậu mua về là cậu đã tháo ra, cậu ấy lắp ráp cái ô, những cái ô tô đồ chơi là tháo từ cái nọ sang cái kia. Mình thì va chạm với xe ô tô cũng nhiều mà. Thế thì nhưng mà mình nghĩ rằng là người ta cả một cái nhà máy với làm một cái xe ô tô, và cả một hệ thống con người rất lớn, chất xám rất lớn. Mà trong cái đó đây Cường mới học lớp 10 đấy, và tập trung nghiên cứu để làm ra một cái xe này. Và trong cái đó là trong bàn tay chẳng có gì cả, và chỉ có một đúng cái đồ nghề của gia đình sẵn có thôi. Thì mình nói chung là mình cũng rất chi là vui mừng. Khi sau khi nhìn lại thì em cũng thấy cũng rất là khó khăn đối với lại một học sinh lớp 10 như em. Nhưng mà do lúc đó là do quá đam mê, quá thích nên là em cũng không nghĩ đến cái việc nó khó khăn đến như vậy. Nhưng khi làm được rồi thì em mới thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Nhiều lúc em đọc báo em cũng thấy thấy sao mình hay quá.